Merci en tout cas. Cảm ơn Ban Tổ chức đã mời chúng tôi trình bày về công việc. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về một dự án mới mới bắt đầu từ năm 2020. Đây là về vai trò của phụ nữ trong việc lựa chọn giữa sinh thường và sinh mổ. Và mình sẽ xem là mình làm thế nào mà kết hợp quan điểm bên trong và bên bên ngoài để hiểu biết về sinh hóa trong quá trình sinh đẻ ở Việt Nam, tại Việt Nam. Dự án này là một dự án do Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp tổ chức. Và cũng có Đại học Phan Ngọc Thạch và Bệnh viện Hùng Vương tham gia. Đây là một dự án do cộng đồng châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ. Tôi sẽ bắt đầu trình bày, rồi Trang sẽ tiếp tục. Tôi sẽ quay về sau bên cuối việc trình bày. Và nếu có cơ hội, thì Violin cũng có mặt ở đây. Thì Violin cũng sẽ tham gia trả lời các câu hỏi. Đầu tiên, mình sẽ xem là mục đích của nghiên cứu này, rồi quá trình sinh hóa và trao quyền cho phụ nữ mà chúng tôi đang nghiên cứu đến. Mình cũng sẽ nói về thực hiện phỏng vấn định tín, mà việc này là chính là Trang sẽ nói đến. Và Trang sĩ cũng nói về tác động của bệnh dịch COVID đến việc nghiên cứu. Sau đó mình sẽ có một số điểm thảo luận. Mục đích của dự án này là gì? Mục đích của nghiên cứu này là xác định tác động của việc trao quyền cho phụ nữ trong việc quyết định giữa sinh thường và sinh mổ. Đây là một phần của một dự án lớn, một dự án mà đang được thực hiện. Và dự án lớn có mục đích là cải thiện việc ra quyết định của phụ nữ và nhân viên y tế thông qua việc thực hiện các can thiệp phi lâm sàng để giảm các việc mổ lấy thai mà không có chỉ định y khoa. Mà tại sao cần phải hạn chế việc sử dụng kỹ thuật mổ lấy thai? Lý do là có hệ quả mà không không mong muốn về việc mổ lấy thai. Vì mổ lấy thai đúng là đây là một kỹ thuật có thể dùng và có thể giúp để cứu sống khi mỗi lấy thai cần thiết, nhưng cũng tạo ra nhiều vấn đề. Một vấn đề đặc biệt là về về sức khỏe của trẻ sơ sinh và vấn đề sức khỏe của ba mẹ. Và đây có một vài ví dụ là vỡ tử cung của người mẹ và các vấn đề về hệ thống miễn dịch của trẻ trẻ em. Đó là những vấn đề ngắn hạn và đây là vài ví dụ, nhưng cũng có nhiều vấn đề khác cả trung hạn và dài hạn, và cũng có một vấn đề về việc mổ lấy thai là đây là một kỹ thuật rất tốn kém về cả nguồn nhân lực và về thiết bị, nên Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị là mình sử dụng việc mổ lấy thai chỉ khi cần thiết. Việc mổ lấy thai tham gia vào một phương một vào y sinh hóa. Y sinh hóa là một quá trình của các vấn đề phi y tế được định nghĩa và coi như một vấn đề y tế, vì việc sinh con không phải là một vấn đề một bệnh, nhưng cũng được quản lý tại bệnh viện, mà
Việc mô lê tay cũng là một vấn đề liên quan đến y sinh hóa. Y sinh hóa là một quá trình y tế hóa càng ngày càng tăng. Và đây là một khi y tế hóa càng ngày càng tăng thì cũng có nhiều kỹ thuật mới được vào, và đây là một sự kiện đã được nghiên cứu, được xác định từ Clark và công sự. Nên việc phương pháp sinh mổ cũng là một phần của quá trình này. Mà tại Việt Nam có một việc nghiên cứu từ Liên hợp quốc tế cho biết là sinh hóa đã đến quá mức tại Việt Nam liên quan đến việc sinh con. Và việc này mình có thể biết, mình có thể nhìn thấy từ ba điều. Một là siêu âm, vì thai phụ có thai dùng siêu âm nhiều quá. Có một thai phụ đi siêu âm 3,5, trung bình là 3,5 lần một so với ví dụ ở Pháp là 3 lần. Cũng có một vấn đề thứ hai là cắt tầng sinh môn. Hầu như là các phụ nữ bị cắt tầng sinh môn tại Việt Nam. Nhưng nếu mình nhìn vào tiêu chuẩn y khoa thì không không phải là cần thiết. Và thứ ba là việc mô lê thai có 27% thai phụ tại Việt Nam bị mô lê thai, nhưng tùy theo tiêu chuẩn từ năm 95 đến 2014 của Tổ chức Y tế Thế giới thì việc mô lê thai không có thuận lợi khi vượt ra 15% của thai phụ. Nên bây giờ mình muốn biết là trao quyền cho phụ nữ liên quan như thế nào đến việc mổ lấy thai. Nhưng để nghiên cứu về vấn đề này, mình cần biết là trao quyền cho phụ nữ là gì. Chúng tôi doa chèn công trình của Kaber năm 2000. Kaber đã xác định trao quyền cho phụ nữ, và Kaber bảo là quá trình trao quyền cho phụ nữ là một quá trình làm cho những người đã bị từ chối khả năng đưa ra các chiến lược trong cuộc sống của mình để đạt được khả năng này. Và mình cũng đưa ra một một tác giả khác tên là họ là Karp. Karp đã nói một cách chi tiết hơn về quá trình này. Karp giải thích là trao quyền cho phụ nữ liên quan đến là một khả năng thực hiện theo lựa chọn của thai phụ, của phụ nữ, mà kết hợp ba khía cạnh liên quan đến nhau. Một là những nguồn lực về vật chất, về con người, về và xã hội. Cũng thứ hai là khả năng hành động. Hành động bao gồm là các quá trình ra quyết định như các biểu hiện như tranh luận, vận động, và cũng có che giấu. Thứ ba là lựa chọn được thực hiện. Cuối cùng thì kết quả trong dự án của chúng tôi, mình xem là phương pháp sinh con là gì, mà mình cũng xem là sự hài lòng của thai phụ. Vì mình coi là quan điểm của thai phụ rất là quan trọng. Và để thực hiện nghiên cứu này, mình cũng dùng một biểu đồ của Karp.
Trên biểu đồ này mình có thể nhìn thấy là có ba khía cạnh chi tiết hơn. Một là bên trên là nguồn lực và cấu trúc cơ hội. Đây là cái này thông qua giáo dục, điều kiện kinh tế, việc làm. Cái này định hình các lựa chọn và hành động. Nên cũng có một yếu tố thứ hai là khả năng hành động. Khả năng hành động bao gồm phấn đấu để đạt được lựa chọn của mình. Cũng bao gồm lựa chọn được thực hiện vì mình xem là ý kiến của thầy phụ về về thực hiện này, về kết quả này là gì. Và thứ ba cũng có việc bên bên tay trái cũng việc việc tồn tại sự lựa chọn. Đây là khả năng của thầy phụ về việc xác định mục đích của mình. Và mình để, khi mình nhìn việc tồn tại sự lựa chọn, mình xem là các áp lực bên ngoài hoặc là các phần thưởng mà thầy phụ đã được để định hướng việc tiếp lập mục đích của mình. Khi mình dùng sử dụng biểu đồ này, đây là một khuôn khổ lý thuyết mà cho biết là mối quan hệ mình coi là quan trọng mà có nhiều cấp độ. Cấp độ cặp đôi, cấp độ gia đình, cấp độ cộng đồng và cấp độ xã hội. Bây giờ tôi sẽ cho Trang nói để tiếp tục trình bày. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Miriam. Sau đây thì tôi cũng xin trình bày cái phỏng vấn định tính mà chúng tôi đã thực hiện trong dự án nghiên cứu này. Thưa cô Miriam, em sẽ share màn hình của em hay là cô sẽ share màn Mình có thể tiếp tục như thế nếu em thấy được. Dạ vâng ạ, em xin tiếp tục. Cái dự án này thì chúng tôi đã thực hiện 15 cuộc phỏng vấn ở các nước là thai phụ, sản phụ, nhân viên y tế và người đồng hành. Người đồng hành ở đây á, là những người đi cùng thai phụ đến bệnh viện sinh con. Và chúng tôi thực hiện tại hai bệnh viện là bệnh viện tư và bệnh viện công để mình có thể hiểu rõ hơn về cách tổ chức hoạt động của hệ thống công lập và hệ thống tư nhân là như thế nào. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương bằng cách là thực hiện các phỏng vấn sâu cá nhân và sử dụng máy ghi băng để ghi âm đối tượng. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi thì thực hiện khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng 30 phút. Về các đặc điểm trong cuộc phỏng vấn thì trước hết, trước khi mà chúng tôi bắt đầu phỏng vấn thì chúng tôi cần phải hiểu được mục đích của dự án là như thế nào và chúng tôi cần phải khai thác những thông tin gì từ đối tượng. Bên cạnh đó thì lúc lúc chúng tôi thực hiện phỏng vấn thì những cái đối tượng nó sẽ thuộc các đặc điểm xã hội khác nhau, cho nên là khi phỏng vấn thì chúng tôi cũng sẽ linh hoạt theo từng đối tượng. Ví dụ những cái đối tượng là nhân viên y tế thì họ sẽ có những cái kiến thức nền cao hơn và họ sẽ có những cái bình luận lý luận của họ thì chúng tôi cũng sẽ phải linh hoạt trả lời câu hỏi cũng như là mình sẽ tùy thuộc vào cái nội dung phỏng vấn như thế nào. Sau đó thì cũng cải tiến trên những cái kết quả thì trước cái cuộc phỏng vấn thì chúng tôi cũng xem coi là khi bắt đầu phỏng vấn những gì đã diễn ra và chúng tôi phải cải thiện những gì thì những cái cuộc phỏng vấn tiếp theo chúng tôi sẽ khắc phục cái khó khăn cũng như là cái thử thách trước đó. Chúng tôi cũng sử dụng nhật ký phỏng vấn này tôi sẽ nêu rõ hơn trong phần sau.
Về các chủ đề mà chúng tôi chủ đích thực hiện đó là nhận thức và kinh nghiệm sự hỗ trợ sinh con. Nhận thức ở đây là nhận thức của thai phụ về vấn đề lựa chọn phương pháp sinh là như thế nào và kinh nghiệm có ảnh hưởng đến cái quyết định lựa chọn phương pháp sinh của thai phụ hay không. Kinh nghiệm ở đây có thể là đến từ chính thai phụ, kinh nghiệm sinh sản trước đó cũng như là kinh nghiệm của những người khác. Điều này có thể ảnh hưởng và tác động đến tâm lý cũng như là quyết định sinh con về phương pháp sinh của thai phụ. Về quá trình quyết định ra phương pháp sinh con và sự đồng hành thì vấn đề này cũng có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn cuối cùng của thai phụ vì những cái tác động xung quanh như tác động của người nhà, của nhân viên y tế và những kinh nghiệm của người khác thì họ có thể thay đổi. Từ quá trình ban đầu họ thích phương pháp sinh thường, tuy nhiên sau đó họ sẽ thích phương pháp sinh mổ và ngược lại. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về sự hài lòng và sự tự tin của đối tượng phỏng vấn khi họ quyết định lựa chọn phương pháp sinh. Về các nội dung này là những nội dung mà tôi muốn nhắc đến về nhật ký phỏng vấn Lưu thì ý bạn Trang là chúng ta hết giờ rồi nha, cho nên là bạn cố gắng gọn lại. Chúng tôi sẽ có những nội dung như là tên người phỏng vấn, rồi ngày quan sát, giờ bắt đầu kết thúc, bố trí chỗ ngồi hoặc đặc điểm tính cách của đối tượng hoặc là cách cư xử của đối tượng để mình hiểu được cái tính cách và đặc điểm thì mình sẽ có những cái bước phân tích phù hợp hơn hoặc các việc xảy ra trong lúc mình phỏng vấn như việc gián đoạn của cuộc phỏng vấn. Về những các thử thách ở bệnh viện thì chúng tôi có việc lựa chọn những cái hồ sơ mà đủ điều kiện theo cái đối tượng phỏng vấn như là những hồ sơ việc mổ lấy thai không có chỉ định y khoa thì chúng tôi cũng phải dựa vào các hồ sơ bệnh án để lọc ra những cái hồ sơ tuân thủ cái điều kiện đó và thực hiện phỏng vấn. Thứ hai là chúng tôi cũng sẽ phải dịch cái câu hỏi sang tiếng Việt và điều này phải đảm bảo đúng chính xác. Lưu ý bạn Trang là chúng ta hết giờ rồi, cho nên cái gì chúng ta có trên slide thì chúng ta không đọc ạ. Và nói cái gì không có trên trên màn hình thôi. Xin cảm ơn. Ok, bây giờ mình tiếp tục. Hoặc là có cần quay về. Est-ce que vous pouvez conclure très rapidement parce que vous avez dépassé Bây là giờ mình có lẽ Trang em có thể nói về COVID rồi mình kết thúc. Tình hình COVID thì cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ của chúng tôi. Dự kiến bắt đầu từ tháng 5 năm 2020 nhưng đến tháng 9 thì chúng tôi mới có thể thực hiện được cái phỏng vấn này. Và việc ảnh hưởng của dịch COVID cũng làm cho cái sự hợp tác, sự đi lại giữa Pháp và Việt cũng có ảnh hưởng. Em xin hết và nhường lại phần trình bày đến cô Miriam ạ. Myriam, vous avez un mot de conclusion? Oui. Oui. Merci. Merci beaucoup de nous avoir proposé de parler. C'est très très court parce qu'il y avait pas mal de choses qu'on voulait vous dire. Mais peut-être juste pour conclure sur cette histoire de in et out. Chị nói tiếng Pháp có được không? Không có vấn đề gì đúng không? Vì chúng ta có ít thời gian quá. Ok. Đi đi, đi. Voilà. Non, je voulais juste dire. Il y a cette histoire de in et out, trong và hồng ngoài. Chị nghĩ là có vài quan niệm về việc trong hoặc là ngoài. Ví dụ mình có thể coi là con người đập cho thông tin từ bên 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 trong Việt Nam, bên ngoài, bên trong bên viện, bên ngoài bên viện. Người từ ngành khoa học xã hội, người từ ngoài ngành ngành khác. Đây là một một điểm của kết luận mà mình kết hợp các quan điểm khác nhau để mình có thể thảo luận, mình có thể không phải thảo luận mà nói về kết quả chung là như thế nào, việc phân tích việc trao quyền qua phụ nữ trong việc phương pháp sinh con, quyết định về phương pháp sinh con.
Và sau đó sẽ có kết quả sau, vì đây là một một công việc đang thực hiện. Vous avez fini? Oui, merci, merci. Xin cảm ơn bạn Miriam, bạn Trang và cái nhóm nghiên cứu của các bạn. Chúng ta vượt quá đúng có 5 phút thôi, mời các bạn phải hai người trình bày.